Hello anh em và chào mừng anh em trở lại channel mình. Mình là Bill Sugi đây. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái series mà Bill Sugi đến thường và cùng lên đồ diễu với các bạn nào. Thì hôm nay mình nhận được một yêu cầu đó là chơi Reketon đi rừng và lên sát lực. Thì ok, hôm nay mình quyết định mình sẽ làm luôn anh em ơi. Và nếu như anh em có yêu cầu nào hay á thì anh em hãy đừng quên mà bấm bình luận ở phía dưới để cho mình xem xét nha anh em ơi. Yêu cầu nào khó thì mình sẽ cố gắng mình làm sau, và yêu cầu nào dễ thì mình sẽ cố gắng mình làm trước. Tại vì mình cũng không có nhiều thời gian để mình làm yêu cầu khó, tại vì nó rất khó luôn. Oh shit, what the hell, đầu mê ngu người anh em ơi, sorry. Vì mình chưa cầm con Reketon này đi rừng bao giờ cả, thờ anh em luôn, chưa cầm con Reketon này đi rừng bao giờ cả. Mấy bị bẫy chim nó chết hết nhá. Ôi thật tin được. Thì mình sẽ chơi Reketon và lên sát lực. Thì chắc chắn là những món, ủa kéo chúng rồi, có định bay vào chơi rồi. Ghê. Bích đồ ghê, ôi giữ bót cái chiếc con đầu rồi, nãy sờ. Có chuối. Ui, vãi cái đấy. Mạnh vời lờ. À, Giê-xu nó chuối nữa hả? Đẩy tiếp đi. Đúng rồi. Mày. Ủa, phèm mít đẻ quá. Mình giả bộ ra đây mình găng thôi chứ mình ra đây sợ là mình phèm quá đây mà. Rồi vô vét mấy lại mấy con mèo rồi, để đánh ngu người nó chưa chết hết. Và cái bản mà Reketon mà mình mang đó là cái bản mà đánh 3 lần là mình sẽ được gây sát thương. Nó thằng đối thủ mà mình sẽ gây sát thương 3 lần nó sẽ nhận thêm 13% sát thương trong vòng 10 giây nữa. Rất là mạnh cho Reketon luôn, tại vì nó dùng đem rất ghê. Ôi có con mắt, what the hell, có mắt công chủ. The fuck. Ghê. Vẫn chưa thấy thằng rừng nó quay cúp rừng mình, rất là hên. Ở trên top thì hai con chó này thì nó vẫn đang chơi với nhau thôi. Còn vẻ ôi chết mẹ, trừng phạt của người rồi. Rồi luôn bóc blue luôn. Đời heo mình tưởng. Rồi. Chả là tao con blue rồi. Solo mày. Mày ơi. Sao mày? Cứ nhờn. Rất là mạnh, chia là kinh khủng luôn. Tại vì mình mang cái bản cái bản mà đánh 3 lần gây thêm sát thương á, rất mạnh luôn anh em ơi. Kinh khủng rồi. Quá đạo rồi. Thằng tớ ơi. Nó đâu rồi? Thằng này chắc chơi người dơi đứa về luôn rồi. Nhưng mà nãy mình khá là ngu người khi mà trừng phạt trước khi mình ăn con blue đó. Mất cái tiền để ăn con blue gần 100 đồng anh em. À tao có chuối. Tao có chuối nè. Ờ đúng rồi BK ơi. Để mày lên ăn mày vét thôi. Tuyệt vời. Đậu phẩm tóc biến rồi. Ok mình sẽ không farm. Mình farm này nó là chửi mình quá. Bên cúp rừng rồi. Mình đang rất xanh 21. Mặc dù ăn thật 2 mạng nhưng mà mới chỉ level 4 rồi. Không có gì để cướp luôn. Lên em ơi. Chết mẹ, Giê-xu đã thấy mình rồi. Găng ngu người rồi. Găng ốc chó rồi. Tiếp tục pha em ơi. Găng được thì mình sẽ găng thôi, chứ giờ rất khó để găng. Tại vì con này nó cũng không có skill gì để găng mạnh lắm. Hôm nay mình sẽ lên cái rìu máy xè rìu tim mát trước để tăng cái tốc độ xử lý rừng của nó. Ok mũi dày nè, thêm con mắt nữa. Ra lên thôi, bye bye. Ở dưới boss thì Garen sụp bọt, what the hell. Ôi nice. Nezut là không thông thạo, giết được Nezut thông thạo 7. Sự khác biệt khá là lớn. Trận này thì mình sẽ cố gắng xanh nhất có thể cho anh em xem cho đã mắt. Chứ con này thật sự rất mạnh luôn, mà không xanh thì hơi tiếc. À,
Đấy, ấy farm rừng chắc chơi người dơi. Quá đẻ. Ok, ra bot này, bot. Chú bot, chú bot nè. Ủa thằng Lee Sin, thằng Lee Sin đã thấy mày rồi. Thằng xúc giật đây. Mày ồ thở nhanh đấy. Chưa thấy thằng mặt nồi nè, mày level 6 lại chạy trước thằng level 5 rồi. Hà mắt luôn. Và không có tin được là thằng level 6 lại chạy thằng level 5. Mà mình combo cái nó gần chết luôn, mấy kinh khủng này. Ủa có tôi em ơi. Á, real teammate này. Cáo mạng này em ơi. Lee Sin thằng cơ hó, Lee Sin này. Mày, thằng nghiệt súc. Thằng nghiệt súc. 4-1. Có blue không? Mình nghĩ là chắc chắn là có blue nè. Đấy, tại vì mình chưa thấy thằng Lee Sin nó cầm con blue trên người mình. Nên chắc chắn là có blue rồi. Ăn nhanh nhất khi thằng Yasu nó ra nè. Rồi kể Lee Sin nữa. Mẹ chết mẹ. Có khi nào phải đứng rồi không? May quá còn cái Shima. Thấy mình chưa thấy thằng nồi cái xấu. Thằng nồi cái xấu này mẹ đi ăn blue mà phải mất cái R này. Xin blue nha. Xin blue nha, ok. Mình nói xin thì mình cho. Mình đang rất là lực, tay mình ăn 7 mạng, mình ăn tận 4 mạng rồi. Và có vẻ hai con chó đang solo á nha. Chó mình đang hơn mana nhưng mà quả đang ủng hộ bên kia nhiều hơn. Quả rất là nhiều. Yasu. Bây giờ ơi, như đây máu ra đã kiếm mình sắp mặt lờ nữa. Mình nghĩ là Lee Sin nó găng top ngay bây giờ đây. Mình chỉ suy đoán như vậy thôi. Nó găng hay không thì quyền của nó. Mà nếu mình là mình găng rồi. Rồi, top lại ăn rồi, rất ghê luôn. Rồi Lee Sin lên găng top rồi. Yasu đang BK, đang rất. Rồi là sẽ vô giường mít mình con blue luôn. Rồi, blue hồi. Canh thời gian quá chuẩn. Vào đây mày. Cúc vào đây nhanh anh mày, nhường cho mày cái blue nè. Mày không vô tao ăn luôn bây giờ. Combo vào. Đấy. Trời cạn lời, lẹ em ơi. Ok. Đấy, gần mít nè. Ôi em ơi, hôm nay thì Yasu rồi, nay thì thông thảo 7 mày. Không biết nó thông thả mấy này. Tóc biến chơi luôn à. Ôi chết mẹ, không có tóc biến luôn. Tóc biến chơi. Ok. Ngọt rồi. Cái gì cũng khá là ghê rồi. Rồi, gần lên được cái giải kiếm rồi. Lên giải kiếm thì anh đây là một combo một chú nha. Và nếu như anh em đã xem ở đây và nếu thấy hay và có ích cho mình thì hãy nhớ đừng quên bỏ lại cho mình một like anh em ơi. Cũng như là hãy đăng ký kênh mình, ủng hộ kênh mình làm trong cái sub và anh em rất nhiều. Lee Sin cúp rừng của mình, thằng cờ hở Lee Sin này cúp rừng của mình. Rồi xong rồi, thấy tóc biến đây. Mê cạn lời Lee Sin luôn rồi. Để tôi. Cuối nè, để tôi. Ôi. Chuối ngon. Quả đã. Dính bót là chuối thơm nè. Rồi bỏ. À mít. Ờ cái chuối nha. Nấy lóc. Thằng này nó quăng lóc chậm vậy. Rồi. Nấy rớt. Giúp nào bạn ơi, giúp mình cái nào bạn ơi. Ok, làm việc. Quá đã. Lướt đi đâu. Này thì Yasu thông thạo 7 nè. Cái này thì lướt đi nè. Thôi về thôi, nhiêu đây máu là không có băng trụ rồi.
Đấy, được 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 này nó ngáo, thằng này nó ngáo, mày ngáo vô đi đã, mày tăng ra mày có rò nè. Rồi xong rồi mày này hỗ trợ được 75 đồng mấy. Thằng này nó còn fit đến cỡ nào đây. Ôi không phải là top ăn ăn chủ đầu rồi, trời ơi bón ăn chủ đầu chứ rồi. Rồi. Rồi mình rất là lực luôn rồi. Đấy, một cây 7 tiền. Một cây 8 tiền. Dầu phải nói là dầu vô đối luôn. Đại sư. Vicot combo chuẩn như Lê Dũng. Thẳng như con thằng lằn luôn. Rồi trên đây trên đây trên đây trên đây. À cà chuối. Mày. Lần nữa. À tóc biến rồi. Phải mắc rồi. À, chuẩn như Lê Dũng và công bằng như cái thằng lằn. Nãy mình nói lộn rồi em ơi. Tao cái chuối nè. Có vẻ là thằng Nezot thằng thằng bảy bên kia chơi không lại thằng Nezot mình rồi. Này này đi. Ồ tám chết hai. Bá đạo quá. Xanh quá. Băng trụ này, băng trụ này, băng trụ này. Ui ui. Mày vào rồi rồi mày chết rồi, mày ngu rồi. Mày ngây ngu người này, mày ngu người này. Mình tính băng trụ mà ai ngờ nó tự nập mạng mình luôn. Khá là phê. Để tôi. Ôi chuối. Ê. Đậu đen tưởng chuối về chứ ai ngờ tóc biến rồi. Thằng này tóc biến chắc chơi người chơi vậy. Súc giật này. Đây. Cứ vũ đi. Thôi về thôi, thằng Lý Sinh nó lên rồi. Súc giật này. Bỏ ré luôn. Lý Sinh nó lên thì lại khóc nhè nữa. Khúc đó ăn ré mà ăn được ré xong Lý Sinh nó lên nó ăn lại ăn ré nữa thì lại khóc nhè. Ok, 215 đem và 20% giải đơn giản hồi chiều. Mình dọn lên được hai món sắc lật rồi. Bá đạo. Mình ăn một nửa số mạng của team mình là anh em biết mình bá đạo quả nào rồi. May quá mà vẫn còn đấy. Bây giờ thì cái to là lên sắc lật lên anh em có thể thấy máu và dép cũng như là khăn phép nó rất rất là giấy luôn. Giấy như cái gì mình cũng không biết nữa, mình nó giấy quá. Này là một vài combo chết luôn, còn hai là mình chết. Nó chết thật, mình chết rồi. Rồi này, có tôi nè. Thằng cái đây này. Thằng xúc giật này. Hồ, máu nó rút như điên. Đây. Đẩy tiếp đi, đúng rồi, đẩy tiếp đúng rồi. Anh này mong chờ cái cú đẩy của mày lắm. Đây. Ê nè. Chạy đâu. Mày. Tóc biến à. Nó tóc biến à, đừng có rồi nha, đừng rồi luôn. Rồi luôn. Mất cái chuối luôn. Hay thế. Rồng này người ta gọi là rồng gió đúng không ta? Mình nghĩ gì? Cái tên rồng này còn không thuộc mà. Ở giờ Yesu nó bắt đầu tuổi với Vicot nữa. Vicot là một combo chết một đứa thì chơi sao đây. Vicot 3 chết 2 mà. Mạnh vãi. Hồi nay rớt một mình nó còn 3 rồi. Rất cân rồi. Hay quá, cân luôn. Con 2 rồi, con 3 được không? Rồi, không được rồi. Xin có vẻ là chế của Nezot khi mà lên bay vào rờ quyền cái chết. Trời ơi. Cua bốc hơi luôn bê bê. Ăn red à. Mày thích mấy con red. No. Về, không ổn rồi. Không ổn rồi.
Ok, là được hai món sắc lực và cũng như là cái retainer rồi. Bó mạnh vậy. Đại sư Virus double kill 71 cho Virus. Đây là cái kiểu lên đồ của Optimus như là build đồ Hàn Quốc của bữa mình đã làm một cái video cho anh em xem rồi. Thằng Virus nó đang y hệt như vậy anh em. Cuồng đeo đồ đầu tiên kìa, quá là ghê. Cái đồ rừng này nãy giờ mình vẫn chưa nâng cấp lên luôn. Vẫn là cái rượu thợ săn của bóc thôi. Nhưng mà đồ chính thì có vẻ rất là mạnh. 223 đây. Giờ farm rừng có vẻ rất là dễ rồi, không mất máu luôn. Farm lại rất là nhanh nữa. Đem rất kinh khủng rồi. Thằng Jesus ơi, mình không biết solo lại nó, mình nghĩ là solo lại rồi. Nó level 10 rồi. Mẹ. Chạy đâu mày? Mày chạy đâu mày? Chạy nhanh đi. Chạy. Hổ chạy hổ. Mày. Mày chạy nha. Mày chạy nè. Chạy nào mày chạy nè. Anh mày né. Anh mày né. Chạy nhanh đi ta. Mẹ ghê vậy. Ồ, để tao cứu, xui thế. Quá là xui luôn, nếu mà anh ấy có thể bắn được thêm một phát nữa thì có vẻ là Jesus là bạn đám số rồi. Để tao giúp cho. Để tao giúp cho, chỗ đang giết cho Torres nó vô nhà nó quậy luôn rồi mấy ơi. Quá ghê luôn. Tao thấy cái này rất là vô nhẹ, nó vô hai chấp hai cái chủ nó chơi luôn rồi. Mình thì mình không có ngu, mình làm YouTube chứ mình đâu có ngu. Ok, mình lại giúp cho, à, có blue à, ăn blue trước à? Chỉ gì đâu, các em phải từ từ tính nha. Ăn con mình lưu rồi phải tính trước. Ngọc nào. Ủa đồng rồi, mình định giết ra giết thằng chết tên là ai rồi đó. Một đồ gây ren đó luôn rồi. Đây nè, phải có chuối nè, Một combo chết rồi anh em ơi. Một combo chết nè, mày nè. Thấy sức mạnh kinh khủng của xác lực chưa. Jesus một combo luôn, Jesus đầy ke một combo chết. Kinh được. Không nhận lên đồ con này, kiểu này mạnh được. Nhiều người có cách lên đồ là những cái rượu đen rồi rượu đỏ mấy xè rồi. Cái đó là cách đi đồ lên top. Còn này cách đi đồ của Biusiri. Sự khác biệt. Để anh mày cho chú mày thấy sự khác biệt ở đâu. Chính là khúc này đây em ơi. Mày một combo. Một combo là chết nè. Anh mày cần hết 11 sát rồi. 11 sát nè. Mày cứ nhờ nè. Cần luôn, gieo chủ luôn. Thằng này nữa. Tiếp cần luôn. Có mắt hả? Con mắt luôn. Thằng nào nữa không? Đậu. Đậu, ô không thấy được mắt. Đậu điên, nó xui vậy. Thằng này rớt đâu rồi? Ra đây cho anh mày đánh mày nè. Ú dì, Ok. Bê chủ không ai ngăn cản luôn mà. Tại vì team nó đang lên đếp chủ trong nhà rồi. Sao mày solo mày? Solo mày chạy ơi thằng này banh đi. Mình thấy rất lực rồi. Solo mày. Mẹ chết mẹ rồi, thấy không ổn rồi. Mẹ. Mạnh gì mẹ. Nó thêm 95 con, giết 2, giết 1 rồi. Đấy là nó giết 1, giết 5 mà nó vẫn solo lại mình rồi. Wow. Nó ảo, đem ảo quá. Rồi lên cái này, ok. Full sức lực. Gần 300 đem. Thấy ghê. Rồi team mình nó end game luôn rồi.
Và có vẻ như đây là kết thúc cho một cái cuộc tình rồi. Tay mà nó vẫn chưa quên. Từ chó còn gặp chó bò để cho nó nói cái quần quỳ trời. Đó, mày lên, mày giúp cho lên đây, anh rất quẹ rất kinh luôn, anh rất băng trụ luôn, băng trụ luôn rồi. Đợi anh mày lên, anh mày viết cho. Đúng rồi. Ở đâu cũng có chuối cái. Đừng để tôi đừng ông ơi đừng để mình đi em ơi. Ôi trời, đậu phộng anh cờ hó này năng rồi. Đợi nãy mày giết tao à, nghe nói nãy mày giết tao đúng không, nghe nói gì nãy mày chơi tao đúng không. Mình hiểu tại sao nãy mình không solo lại rồi, nãy mình chưa mua đồ. Mẹ mọi người đi về, có vẻ như đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em phải theo dõi video này của mình, thì rất thích thải nhớ cho mình một like anh em ơi, và đừng quên subscribe của mình. Tạm biệt anh em và gặp lại anh em vào video sau. End game thôi. Từ chơi nhanh nó chút đã. Mày sao mày? Nó bắn mình ngứa anh em à. Bắn mình ngứa luôn ạ. Ngứa nè. Mày cứ nhờ là double kill cho mày có mà. Ok, giết được bạn cuối cùng. Quá là vơ. Ok, GG anh em, tạm biệt anh em nha.